Vào trưa 24 tháng 12, sau khi tung bản cover nhạc Giáng sinh tặng fan, Jennie lại mang đến một bất ngờ to lớn khiến mạng xã hội chao đảo. Nữ rapper nhà Blackpink chính thức xác nhận hoạt động solo với label mới là Art Atelier, công bố Instagram công ty và tâm thư gửi đến người hâm mộ. Theo đó, thì Jennie đã chuẩn bị sẵn sàng để xây dựng sự nghiệp cá nhân song hành hoạt động cùng Blackpink. Trên Instagram với hơn 82 triệu người theo dõi của mình, Jennie giới thiệu tài khoản Art Atelier OA cùng với loạt khoảnh khắc khoe thần thái chủ tịch khiến fan không thể rời mắt. Dù chỉ tạo hình đơn giản cùng nước ảnh đen trắng, Jennie vẫn thu hút bởi khí chất ngôi sao khó lẫn với vẻ trưởng thành chín muồi ở lúc sự nghiệp đang đạt đỉnh cao. Không chỉ duy trì hoạt động âm nhạc, Jennie còn định hướng phát triển ở lĩnh vực thời trang, làm đẹp, dịch vụ giải trí và giáo dục. Có thể thấy cô nàng đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cũng như có đội hình tin cậy để bắt đầu chặng đường mới của mình. Label riêng của Jennie nhận được sự ủng hộ chúc phúc từ hàng triệu fan trên toàn thế giới. Gây tò mò nhất cạnh tương lai solo của Jennie chính là phản ứng của ba mẫu Blackpink. Bốn thành viên có mối quan hệ khăng khít, tình cảm như một gia đình và luôn ủng hộ nhau trong mọi quyết định. Với thông tin Jennie thành lập công ty, Jisoo, Rose và cả Lisa đều không có động thái đặc biệt nào liên quan. Sáng 24 tháng 12, Rose chia sẻ bài đăng Giáng sinh của Jennie lên story Instagram ủng hộ video cover, đồng thời cập nhật loạt hình ảnh mới siêu xinh đẹp thay hình đại diện tài khoản. Jisoo cũng cập nhật Instagram với nội dung Giáng sinh. Chỉ cả Blackpink hé lộ món quà đặc biệt sẽ gửi đến fan vào đúng 0 giờ ngày 25 tháng 12 giờ Hàn Quốc, khoe ba cúp mama vừa thắng được nhờ Flower. Trong khi đó, ở đất Pháp, Lisa cũng đã cập nhật hình ảnh chơi lễ Giáng sinh cực ấm áp. Truyền thông đồn đoán Lisa đón lễ cùng gia đình bạn trai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất và hot nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.